Xin được mến chào tất cả các bác. Hiện tại thì các bác đang được cảm nhận với một chất âm mộc mạc của dòng đẩy ETC, một thương hiệu đến từ Mỹ các bác nhé. ETC model là MA360 với dòng đẩy 2 kênh các bác nhé, 2 kênh mặt phay. Với dòng này thì cho ra chất tiếng bass sâu, lời tép sáng và rất là chi tiết sạch. Đặc biệt là không lấn tạp âm khi các bác nghe từ nhỏ cho đến công suất cao các bác nhé. Hai kênh, mỗi một kênh với 8 ohm là 600W. Đó, 600W một kênh. Các bác có thể chơi được 2 đôi 25, đánh một đôi 40, đánh đôi 30. Với 4 ohm của dòng này thì lên đến 800W một kênh các bác nhé, 4 ohm. Và đây là máy nội thất bên trong, rất là đẹp. Đó, đây là quận 1 các bác nhé. Với dòng này hiện tại đang sử dụng là máy Class H và 20 sọt các bác nhé, 20 sọt. Đó, 20 sò Japan các bác nhé. Ở đây là dàn tụ, hàng rất là đẹp. Với dòng này tại sao cho ra tiếng hay và lọc chất âm tốt như vậy thì các bác để ý. Với cái phần công suất sẽ là riêng và phần lọc âm sẽ riêng các bác nhé. Các bác để ý một chút thì đây là phần theo của mạch lọc âm và đằng sau này cũng có phần lọc âm tín hiệu vào và ra. Đó, đang sử dụng với những dòng IC bản cao 45600 4560D các bác nhé. Bình thường với những cái bản xử lý IC thấp hơn đó là 4558. Với phiên bản ETC MA360 lần này giá rất là hợp lý cho các bác chơi nhé. Các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline 0977 434 361. Cảm ơn đã quan tâm rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.